Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình Quy Nhà Chiết Lâm. Hôm nay là một cái chiết tập video mà mình rất là thích. Bởi vì hôm nay camera mình sẽ bao mình thì đi ăn sập và cũng hơi mình ở trên đây có tiệm văn hóa, mình vô let's go. Đó, mua gì mua đi. Chị mua đi. Đầu tiên mình cũng có vật dụng trong gia đình, đồ ăn rồi là cái bánh của mình rồi mày. Ăn nước uống đây nè. Nước nghèo nước nghèo nước nghèo nước nghèo phải ăn 2-3 nước nghèo. Tiên chung bên gì mà có ngọc sai rồi. Có tên là cái này là cái gì vậy bà? Quá chứ là cái con xua quay ngược của thế là tám nhiều nha bạn. Đây là đồ ăn tuổi hơn nè. Nên mua gì nữa không? Muốn mua gì được. Các bạn đây là 2 cái rồi nha. Làm bánh nào? Mua về cho chị Bi ăn với. Đúng rồi ha. Chị Bi thích ăn bánh chén nè. Hai đứa lựa xong bỏ đây nè. Cầm chứ. Rồi chút bà tính tiền. Rồi lựa đi. Không thấy được. Đây,
Trong đây bà có bán như kiểu là mấy cái không nhớ. Ôi, có mua nước gì không vậy? Mà thôi, bây giờ mình có nước rồi. Đây. Nước à? Đây, nước rồi. Đây cái gì vậy? Đừng nói dạ được. Khoai mua cái khoai. Cái này là cái gì đó? Cái này là cái gì hả bà? Sữa. Sữa. Quách sữa. Muốn thử coi. Ơi, mình đang có cái bạc hà, có cái sô cô la. Có đủ hết trong đó. Đây là trà sữa dai. Matcha trời không? Đang tính âm hồng nha. Biết đồ rồi á. Ok, nói chung. Bà thà phải mua mình nhất nhất là bà thà nếu mình sẽ không lấy phải mua mình lại nhá. Ok. Mẹ nè. Bây giờ không để cái này ta. Có chừng rớt xuống đất kìa. Thôi được rồi anh ơi. Ok vậy em nghĩ là được rồi. Rồi nhờ bà tính tiền đi. Bà ơi, bà tính tiền. Thôi đi. Nhờ bà cho cái bịch bỏ vô. Chỉ có bịch cá không ra tôi rồi. Thiên hào. Nước muối đây. Không phải tại vì này vậy. Ôi có mắm có muối nè. Mắm muối. Mắm bên đây nè. Muối bên đây nè. Mắm là đường phèn. Đường phèn ông ơi muối. Muối nè. Mắm nè. Rồi, mắm nè. Có mắm nó là gì hả gì đó. Ê. Em nhìn thích cái này quá à. Nhìn nó sắc sắc quá à. Hỏi bao nhiêu tiền? Dạ 75. 75. Quá trời mà. Nè. Quá 75 thôi bà ơi. 75. Có kìa với 25 ngày là gì rồi. 5.000 trên xe hết rồi. Ba. 75. Ok, bây giờ mình sẽ đi về. Rồi mua đi. Nãy kêu ba đưa bánh. Mua thêm gì vậy? Thank you.
điểm sơ qua nãy giờ nha. Đầu tiên là có bánh tráng, bánh cuối. Thứ hai là nước uống nha bạn. Thứ ba là các bánh kẹo nè, quà kẹo nè. Rất là nhiều kẹo. Thứ bốn, cái này của em mình. Thứ năm đó chính là bánh và cookie. Bây giờ thì rất là mềm rồi. Hồi. Bây giờ thì phải bốn cái là cái này. Coi chứ mình thấy cắn là không như vậy. Oh. Oh my god, ăn kìa. Ê, Ni đâu có lấy đâu. Thôi nhưng mà đang kìa ơi. Ăn kìa em rất bình có nghĩa. Mày kìa. Chút sao chứ còn nè. Ê, tụi ăn rồi. Ăn chung có cho có tình. Ăn ngồi chỗ chị Huệ nè. Lắc lắc tay để mình xin một người làm cho
cậu người xong phim. Đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10.000 lận á.